Cái cảm giác mà đi bộ một mình ở nước ngoài thực sự nó rất cô đơn. 2016 mình có 16 triệu thôi, nhưng mà mình vẫn quyết định là rời khỏi nhà để thực hiện cái hành trình đi bộ đến Alaska này. Vì mình nghĩ là thôi có bao nhiêu thì mình dùng từng đấy thôi. Để mà đợi đủ đầy đủ tiền thì lúc đấy nó sẽ rất lâu và không biết bao giờ mình mới thực hiện được. Đó là lần đầu tiên mình ra nước ngoài, kinh nghiệm không có, tiền thì ít, lại còn bất đồng ngôn ngữ nữa. Để phải ngủ đường, ngủ gầm cầu hay bất kỳ nơi nào, miễn sao là mình có thể tiết kiệm tiền để mình đi xa được hơn, lâu hơn. Rồi cái vẻ bề ngoài của mình cũng khá giống lưu manh, nên là nhiều trường hợp cảnh sát cũng gọi mình vào, tưởng mình là chỗ dân trộm cắp ở đâu vậy. Thì tìm được ra cái đam mê của mình đã khó rồi, nhưng mà để thực hiện nó thì cũng khó khăn không kém, đúng không? Và ngày hôm nay thì chúng tôi đem đến quý vị một câu chuyện khác cũng tương tự nhưng tại Thái Lan. Chàng sinh viên Đại học Bách Khoa Lê Khả Giáp đang trong hành trình thực hiện kế hoạch đi bộ để đặt chân đến Alaska, Mỹ. Xin chào khán giả của VTV24, mình là Lê Khả Giáp.